Nội dung video này đã được dịch lại từ bài viết cùng tên trên Medium bởi user Chloe của Spider Room, và lưu ý là video đã lược bớt một vài đoạn trích vì thời lượng có hạn. Vì vậy, hãy vào bài viết gốc đã được để link trong phần mô tả để theo dõi nội dung đầy đủ cũng như để ủng hộ người dịch nha. Ba năm trước, tôi đặt ra thuật ngữ quy tắc 5 giờ sau khi tiến hành một nghiên cứu về những người thành công và bận rộn nhất hành tinh. Tất cả những người này đều có một điểm chung là họ cố tình dành ra ít nhất 5 giờ mỗi tuần để học. Kể từ đó thì tôi đã trình bày quy tắc 5 giờ cho hơn 5 triệu độc giả. Có tới 2 lý do khiến tôi tiếp tục viết về nó. Tôi tin rằng đó là cách thức then chốt mà ai cũng có thể áp dụng để đảm bảo một sự nghiệp thành công về dài. Hầu hết mọi người đều không nghiêm túc thực hiện quy tắc này, điều mà đáng lẽ họ nên làm. Gần đây thì tôi nhận ra quy tắc 5 giờ không chỉ còn là một hình mẫu nữa, mà nó gần như đã trở thành một quy tắc nền tảng trong thời đại trí thức ngày nay. Phép toán đơn giản đằng sau quy tắc 5 giờ. Giả sử bạn mất 5.000 giờ để thành thạo lĩnh vực của mình. Để đạt được trình độ này, bạn thực chất phải bỏ ra khoảng 6.400 giờ lên lớp để có được một tấm bằng 4 năm. Sau ngần ấy năm dòng dã học hành, bạn thấy mình như là một quả bí ngô hạnh phúc vậy. Bạn đã sẵn sàng cho công việc rồi đây, bạn được trang bị những kỹ năng mới và tốt nhất. Thế nhưng, có một sự thật là, mỗi một giây trôi qua, kiến thức trong đầu bạn trở nên lỗi thời hơn một chút. Do đó, giá trị của chúng cũng sẽ vơi đi. Kiến thức giống như là một chiếc ô tô mới vậy, bạn lái càng nhiều, nó càng mất giá. Trực giác cho phép tất cả chúng ta nhận ra sự thật này, và chúng ta cũng nhận ra kiến thức trong đầu mình đang trở nên lỗi thời, bởi vì chúng ta đang sống trong một cuộc đua ồ ạt của thông tin. Bạn có tin rằng là sau 10 năm, một nửa kiến thức trong một lĩnh vực nhất định sẽ bị chứng minh là sai hoặc trở nên lỗi thời và cần phải bổ sung? Đáng buồn rằng đây lại là số liệu thực tế trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn hiện nay. Vậy thì điều này có ý nghĩa thế nào đối với 5.000 giờ học của bạn? Câu trả lời nằm ở đây. Nếu số năm trong tương lai là 1 thì phần trăm kiến thức đã lỗi thời là 5% và số giờ cần học để theo kịp là 250 giờ. Nếu số năm trong tương lai là 5, phần trăm kiến thức đã lỗi thời là 25% thì số giờ cần học để theo kịp là 1.250 giờ. Và nếu như số năm trong tương lai là 10 thì phần trăm kiến thức đã lỗi thời là 50%, vậy số giờ cần học để theo kịp sẽ là 2.500 giờ. Tất nhiên chúng ta sẽ không học liên tục trong ngần ấy giờ. Nếu bạn trải rộng việc học ra, bạn sẽ cần 5 giờ học mỗi tuần, 50 tuần mỗi năm chỉ để kịp thời. Phép toán này thậm chí không xét tới hai luận điểm quan trọng. Một, đối thủ của chúng ta đang bỏ ra ngày càng nhiều thời gian để cập nhật các kỹ năng của họ. Và hai, chúng ta quên phần nhiều những gì ta đã học một cách tự nhiên. Hai nhân tố này cho thấy là chúng ta sẽ cần nhiều hơn 5 giờ mỗi tuần cho các thí nghiệm tưởng tượng của mình. Nó khẳng định rằng bạn cần dành ra ít nhất 5 giờ mỗi tuần để học với mục tiêu theo kịp được lĩnh vực hiện tại của mình và nhiều hơn thế nếu bạn muốn dẫn trước. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ tự biến mình thành một con ếch trong nồi nước đang đun vậy. Khi bạn nhận thấy hậu quả đau đớn của việc không chịu cập nhật các kỹ năng, thì đã quá muộn rồi, bạn không kịp nhảy ra ngoài nữa, nồi nước đã sôi. Bây giờ các bạn đã hiểu các phép toán cơ bản đằng sau quy tắc 5 giờ rồi. Chúng ta sẽ đi sâu vào các nghiên cứu phía dưới và xu thế đang vận hành nó để bạn hiểu rõ hơn về tính cấp bách của những con số này. Hai xu thế nền tảng vận hành quy tắc 5 giờ. Ngày 19 tháng 4 năm 1965, Gordon Moore, đồng sáng lập Intel, đã đăng một bài viết trên tạp chí Electronics chỉ ra hiện tượng quan trọng nhất của thế giới công nghệ. Về cơ bản, bài báo chỉ ra rằng số linh kiện trên một chip sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi năm. Một thập kỷ sau đã cập nhật sửa đổi thành 2 năm. Dựa trên quan sát này, Moore dự đoán rằng năng suất của máy tính sẽ tăng lên trong khi giá thành giảm mạnh. Hiện tượng này được gọi với cái tên định luật Moore và cho tới 53 năm sau, nó vẫn được chứng minh là đúng. Định luật này dự đoán các máy chạm khổng lồ lấp đầy một căn phòng, cuối cùng sẽ biến thành các máy tính cá nhân và điện thoại di động. Nó dự đoán các máy tính lượng tử trong tương lai và các máy tính sẽ nhỏ đến mức mắt thường không thấy được. Mọi kỹ sư công nghệ đều biết về sức mạnh của định luật Moore và thêm nó vào kế hoạch cho tương lai của họ. Định luật này giải thích cho một xu thế cơ bản trong một ngành công nghiệp. Khi nói đến tương lai của công việc, có hai xu thế quan trọng không kém nhưng lại được ít người biết đến. Một, chu kỳ bán dã của tri thức. Tốc độ lỗi thời của kiến thức là có thể dự đoán và tăng dần theo cấp số nhân. Do đó, để theo kịp tiến trình phát triển nhanh như vũ bão này, chúng ta cần liên tục cập nhật kiến thức. Hai, luật học tăng cường. Các chuyên gia trên thế giới đang tăng số giờ học của họ. Chúng ta phải cạnh tranh với nhau về việc làm và khách hàng trong nền kinh tế toàn cầu, cho nên chúng ta ít nhất phải là một đối thủ ngang tầm để không bị cho ra rìa.
Hai xu thế nền tảng này không chỉ là chút lý thuyết thú vị, chúng rất thiết thực và có thể áp dụng được. Điều quan trọng nhất là ngay lúc này chúng đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, dù ta có nhận ra hay không. Trước khi chia sẻ cách áp dụng xu thế này, hãy để tôi giải thích thêm chút nữa nhé. Xu thế nền tảng 1, kiến thức của bạn ngày càng lỗi thời. Chúng ta phải mất 50 năm loại bỏ một quan điểm sai khỏi y học và 100 năm để tạo dựng một quan điểm đúng. Đây là phát ngôn của John Hughling Jackson, nhà thần kinh học người Anh. Trong cuốn sách Chu kỳ bán dã của tri thức, tại sao những gì ta biết đều có hạn sử dụng, nhà nghiên cứu Samuel R. Bestman đã viết: các sự thật đều có hạn sử dụng, chúng ta có thể đo lường thời gian để kiến thức về một chủ đề nào đó bị bác bỏ. Có một ngành khoa học chuyên khảo sát tốc độ mà sự thật được tạo ra, công nghệ mới được phát triển, thậm chí cả tốc độ lan truyền sự thật. Cách kiến thức biến đổi có thể được hiểu một cách khoa học. Ví dụ, nếu bạn bị bệnh gan và nhận chẩn đoán từ một bác sĩ đã tốt nghiệp từ hơn 45 năm về trước, một nửa kiến thức ban đầu của người bác sĩ đó có lẽ đã không còn đúng ở thời điểm bây giờ. Thường ngày, chúng ta không có cảm giác rằng kiến thức của bản thân đang trở nên lỗi thời. Hãy xét đến một vài sự thật đáng kinh ngạc dưới đây để biết trực giác của ta đã sai thế nào nhé. Bảng tuần hoàn. Nếu bạn là một học sinh trung học vào năm 1970, bạn sẽ được dạy rằng bảng tuần hoàn có 106 nguyên tố. Học sinh ngày nay được dạy có 118. Do đó, trong 50 năm qua, tỷ lệ phân rã của kiến thức hóa học nền tảng này là 10%. Về hút thuốc. Không lâu trước đây, những người đi đầu trong việc kinh doanh thuốc lá là bác sĩ, nha sĩ và y tá. Quảng cáo cổ điển này là điên rồ đến mức bất hợp pháp trong thế giới hiện đại ngày nay. Chế độ ăn. Trong những năm 1980, thịt xông khói, bơ và trứng được cho là có hại cho tim mạch. Ngày nay, có nhiều dẫn chứng chứng minh chúng có lợi cho sức khỏe. Vào những năm 1970, một loạt các nghiên cứu mới về chu kỳ bán dã của tri thức đã được thực hiện bởi các nhà khoa học thông tin. Phần lớn các nghiên cứu đều đo lường tốc độ phân rã thông qua thời gian trung bình mà tham chiếu của một bài báo hết hiệu lực. Bằng phương pháp này, họ đã tìm ra tốc độ phân rã như sau. Lĩnh vực vật lý, chu kỳ bán dã là 13,07 năm. Kinh tế học là 9,38. Toán học là 9,17. Tâm lý học là 7,15. Lịch sử là 7,13. Và tôn giáo học thì chu kỳ bán dã là 8,76 năm. Các kiến thức cơ bản về y học, hóa học hay tâm lý học rất chậm tiến khi đem so với các lĩnh vực mới, chuyên nghiệp và đóng vai trò then chốt ngày nay, bao gồm như trên màn hình. Tốc độ phân rã của tri thức là tổ hợp của nhiều hiện tượng. Thông qua việc hiểu rõ về sự tồn tại của những hiện tượng riêng biệt này, chúng ta có thể hiểu được vai trò nền tảng của xu hướng phân rã kiến thức. Dữ liệu, sự kiện, thông tin và kiến thức đều tăng theo cấp số nhân. Cùng với sự ra đời của Internet of Things, IoT, số lượng các công cụ đo lường với độ chính xác cao, thiết bị theo dõi trực tuyến và lượng dữ liệu về chúng ta và thế giới ngày càng tăng. Kết quả là các nhà nghiên cứu có nhiều cơ sở dữ liệu hơn trong quá trình đưa ra kết luận khoa học. Các công cụ khoa học phải tuân theo định luật Moore. Học tập trong môi trường thông tin ngày nay giống như là tát nước khỏi một chiếc thuyền bị rò rỉ vậy. Tất cả kiến thức đều mất giá nhanh chóng. Và tệ hơn nữa là chúng ta không hề hay biết về hạn sử dụng của bất kỳ nội dung kiến thức nào. Chúng ta sẽ không nhận được một cái email thông báo kiểu như là: này anh bạn, anh học cái này 3 năm trước rồi, đúng không? Giờ nó không còn đúng nữa đâu đấy. Cuối cùng thì chúng ta sẽ hành động dựa trên những tư tưởng sai lầm và ngừng được nếm thành quả. Sau đó chúng ta phải quay về điểm xuất phát và khắc phục lỗi lầm để biết xem nội dung kiến thức hay kỹ thuật lỗi thời nào đã gây ra hậu quả này. Quy tắc 10.000 giờ cho thấy, trong bất kỳ lĩnh vực nào, nếu muốn trở thành một trong những người xuất chúng nhất, chúng ta sẽ phải bỏ ra một lượng thời gian và nỗ lực lớn đến kinh ngạc. Chu kỳ bán dã của tri thức chỉ ra, chúng ta cần chuyên cần đến khó tin để duy trì vị trí vượt trội trong một lĩnh vực chuyển biến thần tốc. Có thể nói, học tập như là nâng tạ vậy, bạn phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới có thể lên cơ. Sau đó chúng ta vẫn cần tiếp tục tập luyện để giữ được hình thể đó. Tin tốt là các mảng kiến thức khác nhau sẽ có chu kỳ bán dã khác nhau và còn có cả những mảng kiến thức hữu ích sẽ duy trì tính hợp thời của mình, thậm chí ngày nay càng trở nên đúng đắn. Đó là lý do tôi đồng ý trở thành người đồng sáng lập của The Mental Model of the Month Club, tạm dịch câu lạc bộ mô hình tâm lý của tháng, và dành vài giờ mỗi tuần nghiên cứu các mô hình tâm lý phổ biến và hữu dụng nhất, đặc biệt là không trở nên lỗi thời trong một thời gian dài. Xu hướng nền tảng 2, đối thủ của bạn đang học ngày càng nhiều. Theo trang Our World in Data, trong hai thế kỷ vừa qua, một người bình thường trong một xã hội phát triển đang dành ra ngày càng nhiều thời gian theo học các trường lớp chính quy. Biểu đồ dưới đây cho thấy sự gia tăng đáng kinh ngạc trong 200 năm qua. Số năm học đã tăng từ 2 lên 20 tại nhiều nước phát triển.
Ví dụ, từ năm 1940 đến nay, tỷ lệ tốt nghiệp đại học ở Mỹ đã tăng gấp 8 lần. Đáng kinh ngạc hơn nữa, từ năm 1997 đến năm 2017, tỷ lệ tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần. Điều tương tự cũng đúng với việc học không chính thức ngoài các tổ chức truyền thống, thứ chiếm 70-90% quá trình học. Podcast, video, báo chí, trò chơi và các khóa học số đã cung cấp cho mọi người khả năng học gần như mọi thứ một cách miễn phí. Thật điên rồ khi để ý rằng điện thoại thông minh, YouTube và podcast thậm chí chưa hề tồn tại vào 15 năm trước. Giả sử thời gian trung bình cho một người đi đến cơ quan là 54 phút, thì thay vì nghe radio hoặc là Walkman, người ta có thể nghe những nội dung kiến thức vĩ đại nhất của nhân loại. Điều này rất có ý nghĩa với quy tắc 5 giờ, bởi giá trị của kiến thức là tương đối và phải tuân theo quy luật cung cầu. Nếu bạn sở hữu một kỹ năng hữu ích, nhưng có cả tấn người khác cũng sở hữu nó, thì bạn không thể đòi hỏi một phần thưởng đâu. Nếu người khác đang học nhiều hơn, thì bạn cũng cần học nhiều như họ thì mới có thể bắt kịp được. Nếu cứ đứng yên, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Nếu bạn đã làm công việc hiện tại trong một thời gian dài, bạn có thể sẽ không nhận ra là mình bỏ lại bao xa đâu. Nhưng nếu bạn cố gắng chuyển sang một lĩnh vực khác hoặc trở lại thị trường công việc sau một thời gian nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra các kỹ năng của mình đã lỗi thời. Tôi hy vọng sự kết hợp giữa toán học cơ bản, lẽ thường và hai xu hướng nền tảng sẽ thuyết phục được bạn thực hành quy tắc 5 giờ. Nếu vậy thì đây sẽ là cách bắt đầu. Mẹo nhân đôi thời gian học mà không làm thay đổi lịch trình của bạn. Bạn có thể không nghĩ rằng mình sẽ tìm được thêm 5 giờ mỗi tuần giữa lịch trình làm việc dày đặc, những nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội, cộng với thời gian chăm sóc sức khỏe, thì bạn làm sao mà moi thêm được 5 giờ mỗi tuần, đúng không nào? Tôi cam đoan rằng bạn có thể, không những có thể mà còn rất dễ dàng. Tôi đã viết rằng những người bận rộn nhất, Bill Gates, Elon Musk, Jack Ma, Oprah Winfrey, Warren Buffett, đều thực hành quy tắc 5 giờ. Nhưng ngay cả những người không có tiềm lực tài chính vô tận vẫn có thể tìm thấy thời gian cho quy tắc 5 giờ. Cách đơn giản nhất là xếp chồng việc học lên lịch trình hiện tại của bạn. Đúng, bạn không cần phải thay đổi lịch trình của mình. Điện thoại thông minh ra đời cùng với sự bùng nổ của video, podcast và sách nói cho phép bạn học trong khi làm những việc khác suốt cả ngày. Tôi gọi đây là thời gian bội kép vì bạn có thể làm hai việc cùng lúc. Chúng ta có thể sử dụng thời gian bội kép nhờ vào hai phép màu chưa được đánh giá đúng mức. Chúng ta có thể làm hai việc cùng lúc, bạn có thể học bằng tai và phản xạ bằng giọng nói trong khi tay và mắt đang bận rộn. Những kiến thức tốt nhất trên thế giới là miễn phí và trong tầm tay của chúng ta cả ngày. Điều này chỉ mới có trong vòng 10 năm gần đây thôi. Dưới đây là phạm vi tận dụng thời gian bội kép của tôi. Tôi chia sẻ danh sách này với mong muốn cung cấp ý tưởng cho bạn về thời gian bội kép trong ngày. Lái xe khoảng 30 phút mỗi ngày. Tắm 7 lần mỗi tuần. Tập thể dục hơn 10.000 bước mỗi ngày và chạy bộ vài lần một tuần. Giao tiếp, bạn bè của tôi cũng thích học, do đó học tập đã trở thành đề tài của chúng tôi. Ăn uống và chuẩn bị bữa ăn 45 phút mỗi ngày. Làm việc nhà hoặc làm vườn 30 phút mỗi ngày. Thời gian bội kép sẽ giúp bạn dành ra nhiều giờ mỗi ngày. Hơn nữa, việc thực hiện nó rất dễ dàng và thú vị. Khi thói quen đã hình thành, tôi khuyên bạn nên cân nhắc đến việc học những kiến thức khó hơn, thứ có thể khiến bạn hiến dâng 100% sự tập trung và năng lượng của mình. Không chịu học hỏi là điếu thuốc của thế kỷ 21. Kết luận rằng những người không chịu học hỏi sẽ bị bỏ lại phía sau có thể hiểu một cách thực tế. Mắc kẹt trong một công việc hoặc nghề nghiệp không vừa ý, hoặc tệ hơn là thất nghiệp. Trong một đánh giá đáng sợ về các nghiên cứu liên quan đến mất việc, The Far-Reaching Impact on Job Loss and Unemployment, nhà nghiên cứu Jenny Brand đã chỉ ra, mất việc làm không chỉ ảnh hưởng lâu dài đến toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của bản thân người lao động, mà còn ảnh hưởng đến cả con cái họ. Hậu quả của nó được cảm nhận qua cả phương diện kinh tế, tâm lý và thể chất, đó là hệ quả đằng sau chất lượng bữa ăn tồi tàn và việc không tập thể dục. Cũng giống như con số tối thiểu được khuyến nghị về liều lượng vitamin, số bước đi mỗi ngày hay số phút dành cho thể dục nhịp điệu, chúng ta cần trở nên nghiêm khắc đối với thời gian tối thiểu của việc học có chủ ý về duy trì sức khỏe kinh tế của chính mình. Những ảnh hưởng lâu dài của sự tự mãn về kiến thức cũng âm ỉ như những tác động lâu dài của việc không tập thể dục, chất lượng bữa ăn tồi hoặc ngủ không đủ giấc. Không chịu học hỏi ít nhất 5 giờ mỗi tuần theo quy tắc 5 giờ là điếu thuốc của thế kỷ 21. Bài viết này là một lời cảnh báo dành cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại cho Spider Room một like và subscribe để đón nhận các video thú vị sẽ được ra mắt trong tương lai nhé. Còn mình là Khánh Linh. Bye!